trò chơi dân gian. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Minh Trang. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một trò chơi dân gian mà mình rất là hay chơi cùng với cả nhà mình. Đó chính là trò chi chi chành chành. Trò này không giới hạn số lượng người chơi, càng đông càng vui. Trò này rất thích hợp để chơi cùng với ông bà, cha mẹ và anh chị em. Để chơi được trò này giúp chúng ta rèn luyện tính tập trung, nhanh nhẹn và qua đó học và qua đó biết được một bài đồng dao của Việt Nam. Tập trung nhanh nhẹn, tập trung để nghe được lời bài đồng dao, nhanh nhẹn thì chúng ta không bị bắt và không bị phạt. Bây giờ mình với chị sẽ chơi, các bạn hãy chơi cùng với mình nhé. Mình sẽ hướng dẫn các bạn chơi trò chơi này cùng với mình nhé. Đầu tiên sẽ có một người sẽ ra làm cái, những người còn lại sẽ cho ngón trỏ vào và đọc bài đồng dao như sau: chi chi chành chành, cái đanh nổi lửa, con ngựa đứt cương, ba vương ngủ đế, bắt dế đi tìm, ù a ù ập. Khi tới lúc ù a ù ập, các bạn phải để ngón trỏ ra, không được để bị bắt, nếu bị bắt các bạn sẽ thua. Bây giờ hãy đọc lại bài đồng dao với mình nhé. Chi chi chành chành, cái đanh thổi lửa, con ngựa đứt cương, ba vương ngủ đế, bắt dế đi tìm, u a u ập. Các bạn đã nhớ chưa? Bây giờ hãy chơi lại một lần với mình nhé. Chi chi chành chành, cái đanh nổi lửa, con ngựa đứt cương, ba vương ngủ đế, bắt dế đi tìm, u a u ập. Mình đã không bắt được ai rồi, bây giờ chị mình sẽ làm cái. Chi chi chành chành, cái đanh nổi lửa, con ngựa đứt cương, ba vương ngủ đế, bắt dế đi tìm, ù a ù ập. Mình đã bị thua rồi, bây giờ chị mình sẽ đưa hình phạt cho mình. Minh Trang sẽ hát một bài nha. Dạ. Bây giờ mình sẽ hát bài kỳ con bướm vàng nha. Kìa con bướm vàng, xe đôi cánh, bướm bướm bay lên ba vòng, bướm bướm bay lên ba vòng. Em ngồi xem. Mình có một lưu ý dành cho các bạn làm cái. Khi đưa ra hình phạt, các bạn không được đưa ra hình phạt quá khó hoặc là quá nặng để cho các bạn mình có thể làm được. Khi chơi, các bạn phải chọn ra một không gian thoáng mát, không được gần những đồ vật nhọn sắc. Bây giờ mình có một thử thách nhỏ xíu cho các bạn. Trong vòng 1 phút, các bạn phải học thuộc được bài đồng dao chi chi chành chành và hát lại cho ba mẹ mình cùng nghe. Bây giờ chúc các bạn có một kỳ nghỉ hè thật là vui vẻ. Bye bye.